Thế giới cây giống chi nhánh Cái Bè xin chào mọi người. Thì hiện tại trước cửa hàng mình thì đang có một đoàn xe kéo dài khá là dài. Thì nguyên nhân của nó là phía bên phía trước đây thì có một cái chốt kiểm dịch nha mọi người. Thì địa phận này là địa phận Cái Bè Tiền Giang, quốc lộ 30 hướng từ Cái Bè Tiền Giang đi Cao Lãnh Đồng Tháp nha mọi người. Trước khi qua kênh giới bên Đồng Tháp thì ở bên Cái Bè Tiền Giang có lập một cái chốt kiểm dịch đó, thì để đo thân nhiệt cũng như là khai báo y tế cho tất cả những người đi lưu thông trên đường hướng từ Cái Bè Tiền Giang về Đồng Tháp nha mọi người đó, để phòng chống dịch. Mọi người nên chấp hành để cho cái nguồn dịch này nó được dập tắt nha mọi người, chứ không để nó lây lan cộng đồng gì như vậy nữa. Đây, rất là dài luôn nha, đều phải được đo thân nhiệt ở phía kia và phải tất cả đều phải khai báo y tế mới được qua nha mọi người, chứ không phải là muốn qua được là qua đâu nha mọi người. Nhà nước và nhân dân cùng chống dịch. Thì bên cạnh đó thì tại Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cái Bè cũng thực hiện đúng các cái quy định phòng chống dịch đó. Thứ nhất là nhân viên và khách phải đeo khẩu trang, và nếu những vị khách nào mà không có khẩu trang thì đều được cửa hàng hỗ trợ khẩu trang trước khi vào cửa hàng nha mọi người đó. Về khoảng cách thì luôn giữ khoảng cách tối thiểu là ít nhất là 2 mét, và luôn có một cái dung dịch rửa tay sát khuẩn để cho sau khi tiếp xúc như là dao cây cầm cây thanh toán tiền hay này kia đều sử dụng đó, để phòng ngừa dịch lây lan. Thì một tiếp theo nữa là tại Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cái Bè thì tất cả khách mua hàng đều để lại thông tin trên hóa đơn đó, từ số điện thoại, tên cũng như là địa chỉ, nên mọi người yên tâm về vấn đề mà phòng chống dịch tại Thế Giới Cây Giống, đặc biệt là Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cái Bè nha mọi người đó. Thì mọi người có nhu cầu mua cây giống có thể đến Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cái Bè, địa chỉ nằm quốc lộ 30 ấp 4 xã Tân Hưng huyện Cái Bè. Còn mọi người muốn biết thêm về giá, kỹ thuật trồng như là cách thức chăm sóc một số giống cây thì có thể liên hệ số điện thoại 0824 66 4499. Xin chào bà con.